Chúc đại gia đình chúng ta an lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật. Chúng ta hôm qua lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, những đức thấy mình đã hình thành được cái đạo tràng trên không trung và tổ chức một cái chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm rất đặc biệt. Và lễ rất khỏe quý vị, rất khỏe. Hồi đó tới giờ những đức lễ Quan Âm Bồ Tát, chỉ hôm qua những đức lễ là lễ xong nó không có mỏi chân quý vị, rất khỏe. Nghĩa là lễ rất nhẹ nhàng. Và số lượng người lễ Bồ Tát Quán Thế Âm hôm qua rất là đông quý vị thấy, đông lắm. Tính ra là cộng lên hết cái số lượng thành viên lễ Quán Âm hôm qua là 3.000 người quý vị. Cái đạo tràng ba của mình khoảng hơn 300 thành viên thôi, nhưng mà cộng chung với cái trang chân thành niệm Phật vô lượng thọ mình hơn 500, với thêm một cái trang nữa là cộng lên hết là 3.000 thành viên lễ Quán Thế Âm hôm qua. Mà có những thành viên 40-50 người không chừng, 30-40, 20-30, rồi 1 người, 2 người, 3 người. Nên từ nơi đó mà cái số lượng hôm qua lễ Bồ Tát Quán Thế Âm rất là đông. Và chúng ta đã hình thành được một cái pháp hội lễ Bồ Tát Quán Thế Âm trên không trung rất đặc biệt. Và đây cũng là một mô hình để cái thời cuộc hiện đại này con người rất bận biểu, và tại gia đình chúng ta cũng có thể tu tập và cùng cộng lực lợi để lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, hay những khóa tu lễ Viết Di Đà, hay là ngày Vu Lan Báo Hiếu tại gia đình luôn quý vị. Có khi tại gia đình mình tổ chức ngày Vu Lan Báo Hiếu có khi cũng đặc biệt lắm, tại vì cha mẹ có khi không đi về chùa chung với mình. Mình sẽ thỉnh mời cha mẹ ngay nhà mình, sẽ có đoạn nói chuyện về chữ hiếu, xong chúng ta có một tấm lòng gì đến với cha mẹ của mình ngay tại gia đình của mình, để cho con cháu người thân thấy rõ ràng luôn quý vị. Có khi chương trình Vu Lan Báo Hiếu mình như vậy có khi còn đặc biệt, rất đặc biệt, nhớ kỹ. Nên những đức nhìn cái chương trình lễ Quán Thế Âm Bồ Tát hôm qua là quá đặc biệt, nhiều ngàn người lễ Quán Thế Âm Bồ Tát hôm qua. Thì 3.000 thành viên thì vị nghĩ cái số lượng người mà một thành viên mà đông thiệt đông, thì thấy hình thành ra tại gia đình là một đạo tràng nhỏ lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, nhiều gia đình cộng tác lại thành đại gia đình, nghĩa là tiểu gia đình cộng tác nhiều lại thành đại gia đình để cùng lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Và một chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm cực kỳ khỏe, nhẹ nhàng, lễ rất thoải mái. Nhưng đức thấy rằng lễ xong rồi có nhiều nhóm người, người ta lễ xong rồi chị em ngồi lại ăn miếng gì đó, đãi đồ ăn luôn nghe. Đúng là tuyệt vời thiệt. Có nghĩa là số lượng là nhiều ngàn người, nhưng mà chúng ta không có phải quy về một điểm nào cực. Hay không phải quy về một điểm nào cực. Cái này là cái hay nè. Và thêm nữa là quý vị lễ tại gia đình quý vị nó có cái hay này nữa nè, là quý vị không làm phiền ai. Tại vì họ cũng đi tu tập, nên nếu đưa họ công việc nhiều quá có khi bản thân họ cũng bị trở ngại. Nên những đức là người từng ở trong một tổ chức đông, và khi tổ chức cái chương trình lễ Quan Âm này mình cọ lại mình nhìn nhận, thật sự thì điểm nào nó cũng có cái hay quý vị. Điểm nào nó cũng có cái hay. Mỗi người có nhân duyên làm cái tốt đều là cái tốt hết. Cái gì cũng có cái hay, nó đều có cái mặt trái mặt phải của nó hết quý vị. Nhưng mà mình hiện tại thì mình đang tổ chức ở trên không trung, thì mình đẩy mạnh chương trình tổ chức không trung. Như vậy thì nó thành công. Có nghĩa là mình làm chỗ nào mình sẽ đẩy mạnh chỗ đó để mình thành công thôi. Tại vì chỗ này nó tốt quý vị. Còn tại chùa thì tổ chức tại chùa, đẩy mạnh tại chùa,
Thì ai có duyên về chùa lễ Quan Âm thì nó hay, nó đặc biệt ngay chỗ về chùa. Nên chúng ta nói những cái điểm đặc biệt khi lễ Quan Âm tại nhà, khi lễ xong rồi tại gia đình mình, không phải là ngủ chỗ này ngủ kia, là điều nó cũng đặc biệt. Điều thứ hai là tại gia đình lễ xong cũng không phải xa gia đình, có nghĩa là có khi chồng thấy thương vợ cũng lễ chung. Ví dụ như Trần Lâm Liên 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 Phúc đồ, ví dụ hai vợ chồng đồng hành đấy chưa. Nó nên từ nên đó, cái đó là chúng ta nêu lên đại diện thôi, chứ nhiều cặp vợ chồng cũng lễ chung. Nhà thấy cặp vợ chồng này là lễ, là liên, tu tập đồ là đồng hành dữ lắm nha. Đây là cái tuyệt vời á. Nên từ nơi đó mấy vị biết rằng là làm cho con cháu của mình, gia đình của mình có khi ảnh hưởng lễ Bồ Tát Quán Thế Âm luôn. Vì thấy ông bà cha mẹ lễ Quán Thế Âm Bồ Tát nên con cháu bị ảnh hưởng. Hôm qua Nhân Đức thấy cái chương trình lễ Bồ Tát Quán Thế Âm rất nhiều cháu nhỏ lễ, nhất là đoàn của cô bé Tư, nhiều bé nhỏ lễ rất nghiêm túc nha. Nên hôm qua Nhân Đức nói rằng là nên lì xì cho các cháu đó, chắc có quá. Cô Phương chắc không đến nỗi keo kiệt như vậy. Nên từ nơi đó mà mình thật sự mà nói, mình rất là thương các cháu nhỏ mà tu tập như vậy. Đó là làm tấm gương tuyệt vời mà để cho nhiều người lớn mới nhìn. 500 lại không đơn giản mà con nít lại, mà nhất là có cái đứa bé mà cái mặt tròn tròn mà nó nhỏ nhỏ nhất trong cái nhóm nhỏ đó đó. Gia Bảo hay gì đó phải không? Đó đó, cái bé đó đó lễ rất nghiêm túc nghe. Nên là lên khóa tu cũng vậy luôn, lễ Phật rất nghiêm túc, lễ Quan Âm cũng vậy luôn. Những đức để ý lễ từ đầu tới cuối, lễ rất đàng hoàng. Thế đúng là thiện căn đặc biệt không? Đó, thấy không? Nghĩa là từng nhóm gia đình, con cháu ảnh hưởng, ông bà cha mẹ ảnh hưởng luôn, cha mẹ già bắt ghế cha mẹ ngồi luôn. Chỉ cần Quán Thế Âm Bồ Tát cái là xá xuống cái, người yếu ngồi ghế lễ luôn. Đó, nghĩa là ảnh hưởng rất là lớn quý vị à. Ảnh hưởng rất là lớn luôn. Mà tối những đức lễ xong rồi xuống ăn miếng cháo, ăn miếng đồ ăn gọn hơn luôn. Nó thật sự mà nó chia cái làm việc ra quý vị, nó chia công việc, nó chia sự lo lắng ra, nó chia điều ra hết. Hôm qua là nhiều ngàn người ấy quý vị, nhưng mà xong rồi nó không quy về một chỗ nào để cực một tổ chức, mà nó chia ra hết chân luôn. Đúng là tuyệt vời. Thật sự cái phương pháp tu lễ Quan Âm này và cái điệu lễ Quan Âm của mình là cái điệu lễ này mãi mãi về sau áp dụng đi. Điệu lễ Quan Âm này quá hay. Có nghĩa là 15 năm đi tu là có nghĩa là từ khi Nhân Đức ở cái chùa đầu tiên, Nhân Đức đi, Nhân Đức cầm cái quyển sách lễ Bồ Tát Quán Thế Âm theo. Tự nhiên mới cầm theo đó. Cái quyển sách Bồ Tát Quán Thế Âm của Nhân Đức bự lắm. Lễ xong rồi Quan Âm lúc nào Nhân Đức cũng cầm về và cắt rất kỹ như báu vật vậy đó quý vị. Khi Nhân Đức mà thu âm cái điệu lễ Quan Âm Bồ Tát hồi tối bị lại đó, thu âm xong rồi là Nhân Đức đem cái quyển sách đó Nhân Đức tặng cho thầy Nhữ Quang. Quyển sách đó theo Nhân Đức thời gian hơn 10 năm, tặng cho thầy Nhữ Quang luôn. Vì sao? Vì Nhân Đức nói từ hôm nay Nhân Đức sẽ không bao giờ cầm micro mà sướng danh hiệu Bồ Tát Quán Thế Âm trong sách nữa. Vì cái điệu lễ Quan Âm của mình quá hay và lễ rất nghiêm túc, lễ rất là đặc biệt luôn, không ai nói được gì nữa cả. Quý vị thấy lễ từ đầu tới cuối 3 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là lúc Nhân Đức là lễ cái điệu Bồ Tát Quán Thế Âm đó, thu âm nghe Nhân Đức cầu nguyện Bồ Tát Quán Thế Âm gia hộ cho con lễ cái điệu lễ Quan Âm này khi phục nguyện hồi hướng xong là 3 tiếng. Tại vì con tin chắc 3 tiếng đồng hồ là cực kỳ chuẩn luôn. Quý vị biết không? Nhân Đức mà lại Quan Âm Bồ Tát thu âm cái điệu tối đó và hồi hướng phục nguyện xong 3 tiếng đồng hồ. Đúng 3 tiếng đồng hồ, đặc biệt không? Mà lễ rất là hay, rất là điều luôn, không có cười đùa gì trong đó chứ. Nên mãi về sau mình lấy cái danh hiệu lễ Quan Âm Bồ Tát đó, từng gia đình đều phải có. Ai là người đủ duyên, thấy không? Rồi những đức dù ở đâu lễ Quan Âm Bồ Tát cũng là áp dụng cách này, rất chuẩn luôn quý vị. Và những đức cũng rất khỏe. Quý vị cũng muốn những đức khỏe một chút chứ, chứ cầm micro lễ mà nó hút hơi mà muốn xỉu luôn á, không có giỡn đâu. Rồi càng ngày càng già đâu có nổi đâu, phải chuẩn bị chứ quý vị. Quý vị biết rằng nghe, niệm Phật nghe, những đức có điều niệm bốn chữ nè, quý vị tu rất hay nè.
Điều niệm 6 chữ nè, Phật cúng gia hộ nè, rồi niệm A Di Đà Phật 4 chữ nè, Nam Mô A Di Đà Phật nè, 6 chữ này đều có hết luôn. Tất cả đều thời khóa tu của mình đều có đầy đủ hết. Phải vì biết Phật cúng gia hộ là cái điều niệm 4 chữ A Di Đà Phật của mình, quý vị nghe đi, rất hay. Thật sự mà nói, nó có một nhân duyên gì đặc biệt lắm, quý vị biết rằng lễ Phật 4 chữ A Di Đà Phật, quý vị, là thu âm lúc những đức mới đến chùa hộ pháp. Những đức không biết cái chuyện mà 45 phút này đâu, không biết làm sao. Những đức khi mà niệm lễ thu âm là đúng 45 phút đồng hồ là tự nhiên những đức nghĩ đúng 45 phút đúng không? Thì biết sao này, những đức nói đúng không chẳng 45 phút, cực kỳ là vừa sức luôn, tu hoài cũng không ngán luôn. Nên cái điều niệm 4 chữ ai là Phật đó, quý vị nghe đi, quý vị tu, quý vị nghe thử cái âm điệu đó đi, rất hay. Và cái điệu 6 chữ quý vị nghe nó du dương phải không? Khi niệm nó du dương rất là hay. Còn quý vị biết cái điệu lễ Quan Âm Bồ Tát hồi tối nghe, khi những đức lại, quý vị, có nhiều lại mà tự nhiên người mình răng người vậy đó. Có nghĩa là tuy là trong chiếc máy nó phát âm thôi, nhưng mà cái tâm quyết lúc mà những đức thu âm á, là những đức dùng toàn tâm toàn ý và thêm cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con thu âm được cái điệu lễ Quan Âm Bồ Tát này chuẩn nhất luôn. Mà từ xưa về những đức thu âm cái điệu lễ Quan Âm rất nhiều lần, mà đó là cái điệu lễ Quan Âm Bồ Tát hay nhất, hay nhất hồi tối bị lại đó. À, nên xong những đức đem cái quyển sách đó như tặng cho thầy Nhuận Quang luôn, quyển sách theo những đức hơn 10 năm chờ. Thật sự trong lòng những đức rất muốn cho mấy anh em làm thành công, tại vì bản thân của mình phải có cái tấm lòng đó quý vị à. Rất là mong muốn mấy anh em làm thành công. Nhưng vậy Đức nói với mấy anh em một câu rằng sự thành công trong Phật Pháp, con người có thể cái miệng có thể nói nhìn dữ dằn, có thể nói hơi sai, nhưng cái tâm mình nhất định đừng sai. Cái tâm là một cái chủ chốt của một cái gốc cực kỳ quan trọng. Trong Thái Thượng Cảm Ứng Thiên có một câu nói hay: miệng nói dữ dằn là cành lá, nhưng tâm thiện là gốc. Nhớ kỹ, nếu như cái tâm mà không thiện thì hoàn toàn chặt đứt gốc, cành lá cũng chết luôn. Quý vị coi một chậu hoa mình cắm rất đẹp, hoa nhìn rất đẹp, nhưng nó không có gốc thì chỉ có vài ba ngày nó cũng héo chết quý vị. Nên có người, có những người họ nói chuyện cái miệng họ nhìn nói rất dữ dằn, nhìn gương mặt, nhìn cách nói rất dữ, nhưng tâm họ lại không ác. Nên cái quan trọng của Đạo Phật là từ tâm quý vị à. Phải nhớ kỹ, sự thành công của mấy anh em phải phát từ tâm chân thật, phải phát từ tâm chân thật. Và phải bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại, sự thành công của mình ngày hôm nay nó bắt nguồn từ đâu. Phải bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại để mình thành công tiếp tục. Phải nhớ kỹ điều này, đừng nên vội vàng dẹp sạch đi những gì mà người ta đã gầy dựng ra, đoạn hết nhân duyên đó là cũng đoạn duyên của chính mình. Khó thành công lắm, thật sự một điều. Con người những đức quý vị biết, cái miệng và hành động, cách nói chuyện, gương mặt thì mình nhìn thấy không có cái gì đặc biệt cả. Nếu như người trí thức nhìn qua không ai chấp nhận được cái cách nói chuyện những đức chia sẻ Phật Pháp. Nhưng thật sự quý vị, những đức có một tấm lòng, đây là chính mình biết. Cái tâm những đức thật sự niệm niệm về người khác, chưa bao giờ những đức ganh tị với người khác, và chưa bao giờ những đức buồn giận hận trách ai, mà những đức để trong tâm cả. Và mãi mãi về sau, xin thưa quý vị rằng, dù cho một người nào đối xử những đức tệ cỡ nào, những đức chưa bao giờ hận thù họ để trong tâm. Và hiện tại bây giờ, những đức chưa bao giờ bực bội giận trách người nào để trong tâm cả, 100% trước ngôi Tam Bảo. Nếu có một lời giả dối, hoàn toàn con người mình có tội. Con người không ai tròn vẹn đó quý vị à. Nhưng nhớ kỹ, đừng bao giờ lấy sự thành công của mình vội vàng để vùi lấp tất cả sự cố gắng của người khác. Đừng bao giờ làm việc này. Nhớ kỹ nghe quý vị, đây là những đức chia sẻ với hàng Phật tử bằng 100%. Hãy đem câu này để dạy con cháu của mình. Đừng bao giờ vội vàng sự thành công của mình để vùi lấp tất cả công sức của người khác. Sự thành công của chúng ta là phải nhớ ơn người đi trước,
Đó mới là sự thành công thật sự của quý vị. Và về sau người ta cũng sẽ tiếp nối theo cảm ơn quý vị. Nhớ kỹ nghe quý vị. Nên từ nơi đó, con người ai cũng có cái sai. Nhưng cái đặc biệt của con người là khi sai, bạn có đứng lên được hay không mới là quan trọng. Biết đâu cuộc đời của tôi nó cũng có một sứ mệnh gì đến cuộc đời này sao? Có nhiều người Phật Bồ Tát không thể nào để cho họ sai được. Vì con người này sai sẽ không bao giờ đứng lên được. Có những con người có đủ dũng khí, dù họ có tắm mình trong bùn nhơ, họ vẫn quyết định tắm cho sạch. Người như vậy thì Phật Bồ Tát điều chỉnh cho họ cách làm khác. Nên trong kinh Đức Phật dạy rằng đừng khinh chê người khác. Tu hành mà có tâm khinh thường người khác khó tiếp nhận được đạo lắm. Nên thường bắt khinh Bồ Tát. Ngài nói câu rằng tôi không dám khinh mọi người vì mọi người sẽ là Phật của tương lai. Mà Ngài thường bắt khinh Bồ Tát. Ngài bị chửi mắng, la gầy, đánh đập, liện đắt, liện đá. Ngài vẫn dùng cái câu tôi không dám khinh mọi người vì mọi người sẽ là Phật của tương lai. Cái chữ khinh này là từ tâm chứ không phải từ miệng đâu quý vị. Quý vị nhớ kỹ nghe. Có những người cái miệng họ rất khéo nhưng họ lại khinh người khác từ tâm. Đây mới là chữ khinh mà thường Phật khinh Bồ Tát nói đó. Bị nhớ kỹ đó. Nên từ nơi đó mỗi một con người mình học đạo mình phải có tâm cảm ơn. Và quý vị học làm sao dễ tính, đừng buồn giận người khác để trong tâm. Đây là điều những Đức nhắc suốt luôn. Nếu vị làm được cái chuyện dễ tính, đừng buồn giận người để trong tâm, thì chắc chắn quý vị là người tin nhân quả. Chắc chắn là quý vị là người tin nhân quả. Mà đã tin nhân quả lục đạo luân hồi thì cũng tin niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Chắc chắn luôn. Lục đạo luân hồi mình đã tin rồi thì mình cũng phải tin xuất thế gian là niệm Phật là nhân, thành Phật là quả. Nếu đã tin như vậy thì phải niệm Phật thôi, niệm Bồ Tát thôi. Nên từ nơi đó mà rất mong rằng mấy anh em, mấy ông làm tiếp tục cái con đường của mình rất cảm ơn. Nhưng phải dùng cái đức thật sự để đến với mọi người. Vạn sự khởi đầu nan, đừng nên nản lòng. Bất cứ cái gì nó cũng phải có sự thử thách, đừng nên nản lòng. Đừng để người khác nói một hai câu là mình bị nản lòng mình. Sự thành công của mấy anh em là sự kiên nhẫn. Nhớ kỹ. Sự thành công của mấy anh em là sự kiên nhẫn, chứ không phải là người đến đông hay người đến ít. Nhớ kỹ chỗ này. Dù hôm qua người ta đến rất là ít so với những đức, nhưng sự thành công của mấy anh em là ngay chỗ nào? Là kiên nhẫn. Dù mưa gió vẫn che dù mà lễ Bồ Tát Quán Thế Âm. Chưa chắc rằng tự nhiên mấy anh em tổ chức một pháp hội đông người mà mấy anh em thành công đâu. Mà sự thành công của Bồ Tát Quán Thế Âm rèn luyện mấy anh em là ngay cái chữ nhẫn của những con người này như thế nào. Họ có sự kiên định hay không? Dù một người đến lại họ cũng lại với người ta nữa. Đó là sự thành công về sau của mấy anh em. Sẽ có một chút ngàn người đó. Cái khởi đầu của những đức khi mà tổ chức khóa tu ngày Chủ Nhật tại chùa Hộ Pháp. Xin thưa quý vị, chúng trong chùa được một trăm mấy chục người. Và người đến cộng tu ngày Chủ Nhật khi những đức khởi đầu chỉ có 3 người thôi. Chỉ có 3 cô đó ở ngoài chợ đến để dự cái khóa tu đầu tiên tại chùa Hộ Pháp mà những đức tổ chức khóa tu ngày Chủ Nhật. Cho quý vị biết đó. Từ 3 người mà hình thành cái pháp hội lễ Quan Âm Bồ Tát về sau hơn 30.000 người. Vì nghĩ cỡ nào chưa? Không đơn giản đâu. Nhưng phải dùng từ một cái tấm lòng chân thật đến với người ta. Thật sự mà nói, đừng bao giờ nghĩ người ta đi đến chùa mình làm cách gì đó để người ta cúng dường với mình. Đừng bao giờ làm cách này. Những đức đã từng ngồi chung với anh em rất nhiều lần. Những đức nói phải đến bằng cả tấm lòng, Phật Bồ Tát sẽ biết. Phải sống bằng cả tấm lòng. Con người ai cũng có cái sai cả, nhưng chưa hẳn cái sai đó là sự thất bại của họ đâu. Hãy nhìn cái sai của họ đứng lên, để một ngày nào mấy anh em sẽ bị sai nè. Phan hãy dọ dàng để mai mốt mình không có đường lui đó.
Nhớ kỹ đó. Đừng bao giờ nói rằng tôi tự hào tôi sẽ không sai. Chưa chắc. Vì ở trong đại chúng đông một ngày nào khi mấy anh em lỡ phạm phải điều sai lầm, mấy anh em sẽ không còn đường lui. Tại sao những đức khi phạm sai lầm những đức đứng lên được? Vì những đức lúc bình sinh thường nói chính mình sai, thường nói chính mình sẽ vấp ngã, thường nói chính mình sẽ một ngày nào mắc sạch tất cả cũng phải niệm Phật. Đó là cách nói mà bây giờ những đức có thể đứng lên. Đừng bao giờ tự hào tôi là người sạch sẽ, không bao giờ sai. Hãy thật từ tâm mình đi. Quý vị hãy hỏi tất cả những người tu hành 100 năm đi, thì hỏi họ trong con đường tu họ có phạm phải sai lầm hay không. Quý vị hỏi các vị có cương vị lớn trong Phật Pháp đi, hỏi họ trong con đường tu họ có phạm sai lầm hay không. Tới bây giờ họ đứng cái cương vị này họ có sai hay không. Có những người thì giấu được thì thôi lấp luôn, không cần nói tới. Có những người người ta biết cũng phải cố gắng mà đứng lên, hiểu không? Nên từ nơi đó có những việc cho người ta biết mà không tổn hại chúng sanh thì nếu người ta không biết thì thôi. Còn có những việc người ta biết rồi thì cho biết luôn, mình đứng lên để làm tấm gương cho người sau lỡ sai đứng lên. Cái quan trọng là hãy nhìn lại con đường đi của chính mình để cho hàng hậu học sau này có cơ hội. Nên về sau tu tập lỡ có ai phạm sai lầm, bản thân mình đều tha thứ. Người ta hỏi mình vì sao ông có thể làm được điều này, tôi sai như vậy vì sao ông tha thứ cho tôi, ông cho tôi cơ hội. Mình nói rằng tôi cũng sai, trên con đường tu tôi cũng sai, tôi cũng vấp ngã, tôi vấp ngã còn hơn anh nữa. Nếu tôi không được người cho tôi cơ hội làm sao tôi có ngày hôm nay. Nếu người đã cho tôi cơ hội thì tôi cũng cho anh cơ hội. Hãy nhớ điều này. Đừng đưa lên một quy tắc đối với người cao quá. Cũng đừng đưa lên quy tắc đối với mình quá cao. Vì bản thân mình khi cố gắng làm sẽ bắt người ta phải làm như mình. Người ta sẽ rớt sạch. Đưa lên quy tắc cho mình có thể làm được để cho người khác làm được. Giống như những đứa đưa lên một phương pháp tu, những đứa áp dụng được và người khác cũng áp dụng được. Đừng nên đưa các cụ vào một cái thế quá cao. Đừng bắt buộc các cụ phải như thế này để giảng sanh. Khó lắm. Vì con đường này tôi đi tôi đã kinh nghiệm rồi. Hãy nuôi con người bằng cả tấm lòng đi. Hãy khuyên họ bằng cả tấm lòng đi. Hãy dùng tình thương yêu để đến với họ. Nhớ kỹ. Như vậy thì đời đời kiếp kiếp mình còn có duyên với họ để đến độ họ. Mình hãy quyết định cho mình đi. Đời này mình phải giảng sanh nè, cái này quan trọng. Nên tối đêm nay chúng ta còn một cái buổi lễ Quan Âm tối đêm nay nữa. Những đứa tin chắc rằng tối đêm nay sẽ rất đông, đông hơn hôm qua. Vì sao? Cái ưu thế của chúng ta lễ ở trên room này, cái thành công chỗ này là ngay thứ hai bữa nay nhiều người phải đi làm. Đi làm xong về lễ Quan Âm Bồ Tát, công việc không bỏ, tu tập cũng được luôn tại gia đình. Nên quý vị làm giống cách hồi tối, tập trung người về một địa điểm, nhà người nào chúng ta thấy hộ đủ gì. Còn nếu không tại nhà mình lễ. Cứ như vậy mà vào trang room và trang thành niệm Phật vô lượng thọ của chúng ta để cùng lễ Bồ Tát Quán Thế Âm, cầu nguyện cho chúng sanh ở quả địa cầu này được bình an, và người chết trên quả địa cầu này cầu nguyện cho họ siêu thoát. Đó là tâm đại từ đại bi của Bồ Tát Quán Thế Âm, và hình thành cái tâm khoan dung tha thứ của chúng ta khi lại Bồ Tát Quán Thế Âm. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Chúng ta hẹn gặp nhau thế giới cực lạc quý vị ơi. A Di Đà Phật.